pick up these cards. They were pretty confident. They still handle these, no problem. My biggest concern was the colors of the cards. We all moving. So let's go nice and slow. Do the final out here. And once we got, we'll throw the switch and I'll back up. And we'll do a lap. And over top, pick up those other cards. All right, we'll pull it. Let's get a little more speed.
rất là chất lượng, rất như một cái xe đó còn xa khó cái khi ra ra của bác và đoàn đây thì mình đều bác tôi chơi như là bác này thì mình sẽ hãy làm được từ đây chính là